tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với video mới của mình. Đã từ rất là lâu rồi mình muốn chia sẻ về cái quay clip tất cả từng tháng. Bây giờ mình làm mới siêu lười thay đổi mỹ phẩm. Và chỉ những mỹ phẩm nào, nếu mỹ phẩm nào hợp thì mình sẽ chỉ dùng mỹ phẩm thôi. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ dùng sản phẩm ép lát sử dụng với cái giá cả vừa rẻ vừa xịn. Nghĩa là có những sản phẩm giá thành rất là vừa phải nhưng mà chất lượng của nó thì cực kỳ tốt. Mọi người nhớ xem đến cuối video để có thể có cơ hội nhận quà tặng nhé. Bởi vì cuối video mình sẽ tổ chức giveaway cho mọi người tặng quà rất là hấp dẫn. Mọi người nhớ xem hết nha, không chần chừ. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn nói đến là dầu tẩy trang của COS. Đây là dòng Select Treatment Oil. Và đây là dầu tẩy trang của Nhật Bản. Và cái dầu tẩy trang này thì... Và dầu tẩy trang này nếu như ai mà đang theo dõi Instagram của mình thì mọi người biết được là mình rất là yêu ái dầu tẩy trang này. Và giá thành của nó thì rất là rẻ, khoảng 200.000. Ấn tượng đầu tiên mà mình muốn nói đến chiếc Treatment Oil này là cái mùi thơm của nó, là mùi tinh chất cam rất là thơm. Khi mà mình sử dụng mình cảm thấy nghiện luôn, mình cảm thấy nghiện cái mùi cam này luôn. Trước đấy mình sử dụng tinh dầu của Muji rồi nhưng mà nó không có một tí mùi hương nào cả. Một cái điểm mà nó khác với Muji và một số dầu tẩy trang khác là khi mà cho lên tay mình cảm thấy dầu tẩy trang nó rất là trơn tru, nó rất là trơn bóng luôn, cái cảm giác là càng sạch sâu hơn. Nó rất là cô đặc, có bao nhiêu bụi bẩn, có bao nhiêu lớp make up thì trong vòng 5 giây thôi khi mình xoa lên mặt thì mình sẽ lấy hết sạch và xanh cái lớp make up trên da của mình luôn. Và mình nghĩ là mình sẽ trung thành với bạn này cho đến khi nào mình tìm được dầu tẩy trang đỉnh hơn thế nữa. Sản phẩm thứ hai mà mình muốn chia sẻ với mọi người là miếng dán xẹp mụn của Harmony Skin. Harmony Skin là một hãng của Việt Nam nhưng hiệu quả rất là tốt, cực kỳ tốt. Một cái lợi của Harmony Skin là có tận 36 miếng, 24 miếng 8mm và 12 miếng 12mm, tận 36 miếng với giá là 60.000. Như mọi người thấy nó sẽ là cái màu da người khi mà mình thường sử dụng những cái miếng dán mụn bọc của mình, thì cái miếng này nó sẽ làm chín nhân mụn trong vòng 4 đến 8 tiếng và sau tầm 8 tiếng thì sẽ phải thay một miếng lớp mới để đảm bảo vệ sinh cho nốt mụn bọc của mình. Một điểm đầu tiên là mình thấy là xẹp mụn ngay khi mà mình sử dụng sau 8 tiếng. Cái thứ hai đó là thiết kế của nó rất là mỏng, mình có thể make up đè lên mà không bị nhìn thấy giống như là da thật luôn ấy. Và màu da người khi mà dán lên thì nó sẽ màu da người mà bạn không thể thấy được. Đó là cái yếu tố mà mình rất là thích. Mình khuyên là mọi người thử dùng cái miếng này đi, hút được cái nhân mụn lên. Đó là một cái điểm mạnh của miếng dán mụn Handy Skin này. Là về giá cả của miếng này là 60.000 một miếng. Ai mà xem video của mình thì hãy thử miếng dán xẹp mụn bọc này nhá, nó cực kỳ hiệu quả luôn. Sản phẩm thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó là sản phẩm tinh chất trị mụn tinh dầu tràm, được nghiên cứu và tạo ra bởi 99 người trong 120 ngày của Onesi, thương hiệu mỹ phẩm ra đời từ năm 1989. Với những sản phẩm chuyên dành cho da mụn và da nhạy cảm với những thành phần thiên nhiên và lành tính, tinh chất Onesi được chiết xuất từ lá tràm trà giúp sát khuẩn, hôn nhanh nhân mụn, cân bằng lượng dầu thừa trên da, keo ong kiểu nhớt nhớt ấy, cân bằng độ đàn hồi và cấp ẩm cho da. Hơn nữa tinh chất này cũng giúp trị thâm sau khi mà mụn biến mất. Cái tinh chất này có dạng khá lỏng, không màu không mùi, trong suốt, khi mà apply lên da thẩm thấu rất là nhanh. Nó kiểu như cái tinh chất oxen ấy nhưng mà nó nhớt nhớt vì nó có keo ong và không gây nhờn dính. Đây là một chai bé xinh xinh 10ml, nó khá là tiện lợi khi mà mình mang đi xa. Và Apple này thì nó có cái vòi để chiết ra, tất cả những loại kiểm soát được Apple ra một cách rất là thông minh. Và nó không màu không mùi, được cái nó thẩm thấu rất là nhanh. Ai mà đang đau đầu vì những cái đống mụn đỏ trên da của mình, mụn đỏ trắng, mụn bọc,
thì mình sử dụng em này tầm 2 đến 3 ngày thì mụn mình dẹp đi trông thấy luôn. Trị thâm cũng khá là tốt và nó làm đều da cũng khá là tốt. Mặc dù mình mới sử dụng được tầm gần 1 tháng thôi. Có em này thì khoảng 2-3 ngày sau thâm này và mụn đỏ thì nó sẽ biến. Khi sử dụng ampoule này thì mình nghĩ là mọi người nên sử dụng kem dưỡng ẩm trước khi sử dụng ampoule nhé. Như thế thì nó sẽ tránh bị khô da, không làm ẩm da quá sâu như là kem dưỡng ẩm được. Chắc chắn một điều như thế rồi. Nội dung video này là vừa rẻ vừa xịn mà, cho nên sản phẩm này có giá là 200.000. Mình nghĩ là khá hợp túi tiền mọi người với những cái sản phẩm trị mụn như thế này. Sản phẩm thứ tư mà mình muốn nói đến là sản phẩm Blackmore. Sản phẩm này có nghĩa là mọi người nếu ai mà trước đấy xem video của mình rồi thì biết Blackmore Vitamin E Cream là một sản phẩm mà mình rất rất là thích. Nhưng mà video đấy cũng ít người xem cho nên là mình nghĩ là mình sẽ nhắc lại. Đây là kem dưỡng ẩm mà mình thường xuyên sử dụng kể cả buổi sáng và buổi tối luôn. Tại vì da của mình là một loại da dầu cho nên là mình khó có thể sử dụng những cái sản phẩm mà nó có quá nhiều thành phần. Có thể mình sẽ bị kích ứng bởi một thành phần nào đó. Nhưng vitamin E thì nó chỉ là vitamin E mà thôi. Nó rất là tự nhiên. Đây là một sản phẩm của Úc và được chị gái của mình mua từ Úc. Và thật ra thì sản phẩm Blackmore của mình hết rồi nhưng mà vẫn muốn review cho mọi người. Và mọi người thấy khoảng một tháng trước mình khoe cái em Blackmore này, nhưng một tháng sau Blackmore của mình đã hết rồi. Mọc và không còn một chút nào cả. Và chứng minh cho mọi người thấy là mình rất là thích em này. Tại vì khi mà da mình nhá, khô một cách kinh khủng luôn. Và rồi những cái bong chóc da, rồi lỗ chân lông nó thần xùi lên. Mình khi mà mình sử dụng em này lên, khi mà mình apply em này lên thì lập tức da của mình nó mềm mịn ngớt luôn. Nhất định phải recommend cho mọi người. Và tất nhiên giá cả của em nó thì vô cùng rẻ rồi. Một tuyết này chỉ có 200 đến 300 từ Úc đến Việt Nam. Nếu mọi người quan tâm vitamin E này thì mình sẽ để link Facebook người bán hàng là chị gái mình ở bên Úc. Mình sẽ để link ở description box bên dưới. Mọi người có thể ấn để tìm Facebook người mua hàng nha. Sản phẩm thứ năm mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay là sản phẩm của Miniso. Miniso là một, mọi người biết đấy, Miniso là một hãng của người Nhật nhưng được sản xuất tất cả tần tật là ở Trung Quốc, là ở chỉ họ sản xuất từ năm những sản phẩm như này và giá thành nó lại siêu rẻ. Và tất nhiên Trung Quốc có rất là nhiều loại đều, loại xịn và loại cực kỳ xịn cũng có cả. Nó rất là hay. Đây là một sản phẩm mà máy rửa mặt 2 trong 1, bao kèm luôn cả hai cái bàn chải đánh răng. Thực ra thì mình đã sử dụng rồi nhưng mà mình vẫn muốn lắp lại cho mọi người kiểu nó mới. Cái bông rửa mặt của nó cũng rất là mềm. Và sản phẩm này thì có độ rung nhẹ, rung rất là nhẹ nhàng bởi vì nó đã kèm cùng với bàn chải đánh răng cho nên là nó không thể rung, không thể có lớp rung mạnh được. Bản thân mình lại thích sản phẩm này, nó rung rất là nhẹ nhàng. Tại vì da của mình là một loại da kích ứng và siêu kích ứng cho nên là mình không muốn trà sát, không muốn làm cho da mặt của mình bị trà sát quá nhiều. Cái độ trà sát của nó rất là nhẹ thôi, nó rất là một cách rất là nhẹ nhàng. Thiết kế rất là hay. Đây, bạn đấy, để lấy cái đầu bút này ra. Sau đó thì khi mà sáng sớm mình muốn đánh răng rửa mặt nha thì mình sẽ lắp cái này vào. Và cái bàn chải của nó thì cũng rất là mềm, nó kiểu tiện lợi và 2 trong 1, có thể là mang đi du lịch cũng rất là tiện. Em còn 2 miếng bàn chải để thay đổi liên tục nữa. Nói chung đây là một sản phẩm mà mình rất là ưng ý. Thân mình là một người khá thích hay đi du lịch ý. Thế là những cái sản phẩm nhanh gọn lẹ như này là cái sản phẩm mà mình vô cùng để ý đến. Cuối cùng đó là giá thành của em này là 170 ngàn cho sản phẩm này. Đó là phạch sâu, đó là phạch sâu cho da, rất là tiện lợi luôn. Và vừa rồi là mình đã share 5 sản phẩm mà mình cảm thấy rẻ nhưng mà rất là xịn cho mọi người. Không chỉ là 5 sản phẩm, còn rất nhiều những sản phẩm khác nữa mà mình muốn chia sẻ cho mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình thích số 5 cho nên là mình chỉ chia sẻ 5 sản phẩm giá rẻ và xịn thôi. Và để dành cho tập
sau sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa. Và cuối cùng là mini game. Cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này của mình. Và mình sẽ tổ chức mini quay cho mọi người. Ta-da. Đây là chọn bộ sản phẩm trong Makeup Palette là trong công thức Việt Nam. Và chọn cho mình 10 bộ này để tặng mini quay cho mọi người. Xin chào mọi người. Với mục đích là mình muốn chia sẻ video này đến nhiều người hơn. Đây là chọn bộ sản phẩm Charm Makeup Palette của là Charm Cosmetics. Ở đây có 8 màu mắt, 4 màu son, 1 mascara và tặng một túi đựng đồ trang điểm cực kỳ tiện lợi với những người mà mới học make up này, hoặc là muốn make rất là tự nhiên khi mà ra đường. Khi mỗi khi có tiệc tùng nào đó thì thêm một chút màu mắt, một chút má hồng cho mọi người xinh xắn. Sản phẩm này còn có 4 màu son thay đổi rất là nhiều lần nữa. Được tặng mascara rất là xinh xắn là mình đã chuốt nè, phù hợp với mọi bạn nào mà ít khi mà trang điểm thì sẽ dự trữ một bộ như thế này để mà trang điểm để làm những phút giây nào đó muốn xinh xắn trong cuộc đời của bạn, hoặc là muốn đi class cho cô chó gấu mèo. Nói chung là rất là nhiều những cái dịp mà mọi người có thể sử dụng sản phẩm này. Cho nên là mình sẽ dành ra 10 bạn may mắn. Thể lệ thì rất là đơn giản thôi, sẽ chọn ra 10 bạn may mắn để sử dụng bộ trang điểm này nhá. Mọi người ấn đăng ký kênh của mình, điều đó là chắc chắn rồi. Nhớ ấn nút chuông thông báo để theo dõi video của mình hàng tuần, có thể là một tuần, có thể là 2 tuần. Like video này, share video này lên tường Facebook nha các bạn, để chế độ công khai. Cuối cùng là comment số và bạn yêu thích, đồng thời kèm link Facebook của các bạn ở dưới comment, thả một vài dòng cảm nhận là tại sao bạn muốn nhận được bộ sản phẩm này, lý do tại sao bạn muốn được Charm tặng bộ sản phẩm này. Nhớ kèm link Facebook của bạn ở đó để Charm dễ tìm được các bạn nhé. Khi về quay sẽ được công bố trong vòng 1 tuần. Trên Best mình sẽ tổ chức chỉ 3 ngày thôi, nhưng mà YouTube thì hiện tại hơi vắng khách một chút. Cho nên là mình sẽ tổ chức video này với hạn mức là 1 tuần, và mình sẽ công bố giải trên Insta. Các bạn có thể follow Instagram với Charm của mình, nhận được kết quả sớm nhất sau 1 tuần nha. Giờ thì 12 giờ rồi và mình phải tới chat và đi ngủ. Hẹn mọi người trong video mới tuần sau nha. Bye.